Hôm nay ngày 15 tháng 6 năm 2019, thứ bảy tuần thứ 10 thường niên, trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, lòng mến Đức Kitô thôi thúc chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết cho mọi người, tức là mọi người đã chết, và Đức Kitô đã chết cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho mình, nhưng là cho Đấng đã chết và sống lại cho mình. Bởi thế, từ nay chúng tôi không còn biết ai theo huyết nhục nữa, cho dầu có một thời chúng tôi đã biết Đức Kitô theo phương diện huyết nhục, thì bây giờ chúng tôi không biết người như vậy nữa. Ai ở trong Đức Kitô, kẻ ấy là một thọ sinh mới. Những gì cũ đã biến đi, này mọi sự đã được đổi mới. Và mọi sự đều do Thiên Chúa là Đấng giải hòa chúng ta với Người nhờ Đức Kitô và đã trao chức vụ giải hòa cho chúng tôi. Chính Thiên Chúa ở trong Đức Kitô đã giải hòa thế gian với Người, không còn quy trách tội lỗi cho họ nữa, và đã đặt lời giải hòa trên môi miệng chúng tôi. Vậy chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như là Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo vậy. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi van này anh em, hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đấng không hề biết tội lỗi, Thiên Chúa đã làm thành tội về chúng ta, để trong Đức Kitô chúng ta được trở thành sự công chính của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đổi đầu ngươi mau từ bi ân sùng. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chăm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không chấp tranh triệt đề, cũng không đời đời giữ thế căm hờn. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân hậu Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kinh sợ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. Alleluia, Alleluia, chúc tụng Đức Vua Đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: đừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa. Phần thầy bảo các con đừng thề chi cả. Đừng lấy trời mà thề vì là ngai của Thiên Chúa. Đừng lấy đất mà thề vì là bệ đặt chân của Người. Đừng lấy Jerusalem mà thề vì là thành của vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu mà thề vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải, có thì nói có, không thì nói không. Nói thêm thắt là do sự giữ mà ra. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Có nói có, không nói không. Nhưng hệ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Matthew chương 5 câu 37. Suy niệm, người ta thường nói một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Chúa Giêsu giới thiệu Ngài chính sự thật, Gioan chương 14 câu 6. Trước khi về trời, Ngài hứa sẽ ban Thánh Thần là Thần chân lý, Đấng sẽ dẫn các môn đệ đến sự thật toàn vẹn, Gioan chương 16 câu 13. Vì thế, hiển nhiên đã là môn đệ Chúa Kitô thì phải sống theo sự thật. Chúa không chấp nhận thái độ sống theo sự thật cách nửa vời,
Trái lại, Ngài đòi hỏi và sống theo sự thật cách triệt để. Lời Chúa dạy thật rõ ràng, dứt khoát. Có thì phải nói có, không thì nói không. Ngài còn nhấn mạnh bất cứ điều gì không phải là sự thật, dù chỉ là thêm thắt vào, đều là do ác quỷ. Mời bạn, phần chúng ta vì nhiều lý do đã lạc xa sự thật, vì lối sống quanh co, thiên kiến, dối trá, gian xảo, lừa đảo, và lắm khi còn tự hào là khôn lanh về sự quanh co, trí trá ấy. Một khi xa rời chân lý, chúng ta đã đứng trong hàng ngũ của ma quỷ. Chúa Giêsu đến trần gian và hiến thân chịu chết là để làm chứng cho sự thật. Gioan chương 18 câu 37. Vì danh Chúa, chúng ta sẽ bị thế gian thù ghét bởi vì thế gian đã ghét Thầy trước. Luca chương 21 câu 17. Gioan chương 15 câu 18. Nhưng chúng ta vui mừng và quyết tâm sống theo sự thật vì Chúa hứa. Phần thưởng của anh em ở trên trời thật lớn lao. Matthew chương 5 câu 12. Sống lời Chúa. Theo lời Chúa, tôi dám chấp nhận thua thiệt về sống trung thực trong giao tiếp, học hành, làm ăn, vân vân. Cầu nguyện là Chúa Giêsu, đấng là sự thật. Xin dạy con tìm đến Chúa mỗi ngày để Chúa cho con một trái tim mới, một thần khí mới để con yêu mến và hướng về sự thật, sống sự thật để làm chứng về Chúa trong thế giới hôm nay. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Thiên Chúa không thất vọng về con người. Văn hào Nga Dostoevsky. Với những tác phẩm nổi tiếng như Tội ác và hình phạt, anh em nhà Karamazov là người đã trải qua một cuộc đời đầy sóng gió. Sau một thời gian dài bị giam cầm vì lý do chính trị, ông bị kết án tử hình. Nhưng như một phép lạ, vào giữa lúc sắp sửa bị hành quyết, ông bỗng nhận được lệnh tha. Người viết tiểu sử của ông kể lại như sau: thời gian trong tù đã in đậm nét quãng đời còn lại của ông. Từ trên chiếc máy chém nhìn xuống đám người đang đứng dưới chân mình, ông chỉ còn thấy họ là những người bị áp bức, những người nô lệ đáng thương. Dù họ có phạm tội ác tày trời đi nữa, tâm hồn họ vẫn là tâm hồn của những con người vô tội, do đó đáng được sự tha thứ. Khi bước xuống khỏi máy chém, Karamazov thấy mọi sự như vô nghĩa. Điều duy nhất còn có ý nghĩa đối với ông chính là tình yêu. Và cho dù trong suốt 30 năm sau, cuộc đời của ông đắm chìm trong bồng nhơ của tội lỗi, của khốn khổ, của ô nhục, ông luôn nhìn thấy mọi sự qua lăng kính của yêu thương. Một lần bị đưa lên máy chém ấy cho ông hiểu rằng có người đau khổ, tất cả mọi người đều đáng cảm thông, thương mến. Đó là sứ điệp mà Karamazov công bố suốt cuộc đời của ông. Cả cuộc đời của ông là một cố gắng không ngừng để diễn đạt câu nói: hỡi người anh em, không có gì có thể ngăn cản tôi yêu thương bạn. Nếu có những lúc chúng ta cảm thấy thất vọng về con người đón mặt của chúng ta, nếu có những lúc chúng ta không còn tin tưởng ở tình người nữa, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu, chúng ta thấy ngay ánh mắt nhân từ cảm thông của Ngài. Khi Gia-keo, thủ lãnh của phường thu thuế, leo lên cây cao để thấy Ngài, Chúa Giêsu đã ôn tồn nói với ông: hôm nay tôi đến thăm nhà ông. Khi người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình được dẫn ra trước mặt Ngài, Chúa Giêsu nhỏ nhẹ nói với bà: chị hãy về đi, tôi không kết án chị. Khi Maria Magdalena đến quỳ dưới chân Ngài, Chúa Giêsu đã không hắt hủi cô. Khi Phêrô phản bội Ngài, Chúa Giêsu nhìn ông với tất cả trìu mến thông cảm. Khi tên trộm cừu bị treo trên thập giá hướng về Ngài, Chúa Giêsu đã hứa với anh: hôm nay anh sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. Ngài đã ngồi cùng bàn với phường thu thuế, bọn đĩ điếm, kẻ tội lỗi. Ngài tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài vào thập giá. Qua cách cư xử của Chúa Giêsu, Thiên Chúa muốn nói với chúng ta rằng Ngài yêu thương con người bởi vì Ngài không thể chối bỏ hình ảnh của Ngài nơi con người. Chính ánh lửa ấy đã khiến cho Thiên Chúa vẫn luôn nhận ra hình ảnh của mình nơi con người để không bao giờ thất vọng về con người. Bài trích sách lẽ sống.